Cách nhận diện chiêm tinh ra tử vi ra với thầy bói hiện nay mời các bạn tham khảo. 1. Sự u mê, tin vào bói toán không phải không có căn cứ. Tin vào bói toán, đó là xu hướng tự nhiên của con người. Vì chúng ta thường tin vào những gì nghe thấy, nhìn thấy hoặc trải nghiệm được từ các sự vật, sự việc xung quanh. Thông tin đó thường xuyên diễn ra, lặp đi lặp lại nhiều lần, lâu ngày, sẽ đúc kết thành một thứ quan niệm đi sâu vào tiềm thức con người. Hiện nay, khi vào một cửa hàng sách hay một trang web trên mạng, không khó để thấy các chủ đề tạp nham hổ lốn được trình bày lẫn lộn vào với chiêm tinh trên. Tử vi như bói toán, bói tình yêu, xin quẻ dịch bói dịch kinh dịch chu dịch, xin xăm, xem chỉ tay, coi tướng số, thần số học, bùa ngải, ma quỷ. Thực ra, chiêm tinh tử vi và bói toán là hai lĩnh vực hoàn toàn khác nhau. Dưới đây là những điểm phân biệt để bạn đọc dễ dàng hiểu được sự khác nhau đó. 2. Phân biệt khái niệm về bói toán với các môn khoa học. Bói toán. Bói toán fortune telling là những thủ thuật để tìm kiếm thông tin về quá khứ, hiện tại và nhằm mục đích dự đoán tương lai của một người bằng những phương thức mang tính chất ngẫu nhiên, như gieo quẻ, xòe bài với các lá bài tây, rút thăm, dùng đồng tiền âm dương, thời gian, không gian, tạo ra những quẻ dịch, từ đó suy ra cát hung, tốt xấu. Đây là những phương pháp bói toán lâu đời và phổ biến nhất ở nước ta. Chúng đều dựa trên nguyên lý ngẫu nhiên của các nguồn năng lượng, âm dương luôn có sẵn trong vũ trụ. Và như thế, người sử dụng thủ thuật bói toán này đều gọi chung là thầy bói. Xem chỉ tay và tướng số. Xem chỉ tay, xem tướng số, xem chữ ký là những môn khoa học chi nhánh của ngành nhân chắc học. Mục đích dùng để xem và nhận dạng tính cách của con người qua những đặc trưng vật lý thể hiện trên cơ thể con người như đường chỉ tay, tướng mạo và chữ viết. Ngoài ra, chúng cũng có khả năng hé lộ một số thông tin về tương lai. Những người sử dụng các kiến thức của nhân chắc học nói trên gọi chung là thầy tướng. Thần số học. Những môn khoa học khác mà nhiều người cũng thường lầm tưởng chung với bói toán là thần số học và nhịp sinh học. Thần số học là môn nghiên cứu về các ý nghĩa và hình tượng của các con số, cụ thể là từ số 1 đến số 9 và cả số 11, 22, 33 master numbers. Sự tương ứng của chúng qua 26 mẫu tự Latin từ A đến Z ở họ, tên và sự liên quan, ảnh hưởng của chúng đến vận mệnh con người. Nhịp sinh học. Đây là một môn khoa học cổ đại dựa trên 3 chu kỳ đơn giản lên xuống kiểu hình sinh của mỗi con người tính từ lúc mới sinh ra. Thể lực physical, 23 ngày, cảm xúc emotional, 28 ngày và trí tuệ intellectual, 33 ngày. Sự lên xuống, thay đổi và chênh lệch tương quan giữa 3 chu kỳ này sẽ gây tác động mệt mỏi, làm biếng, hưng phấn, xúc động, khô khan, thông minh hay ngu dốt cho một ngày nào đó tùy theo bạn đang ở đâu giữa 3 chu kỳ. Điều đó có tác động đến vận mệnh của chính bạn. Bùa, chú và ngải. Những hình thức này bị coi là tà đạo, vốn là những thủ thuật huyền bí ngày nay thường bị lạm dụng bởi những thầy bùa, phù thủy, đạo sĩ thiếu đạo đức, gây hại nhiều hơn lợi. Bùa là những ký tự với nét vẽ ngoằn nghèo trên giấy, có thể xếp lại hoặc để nguyên và được chấn hay yểm đặt để treo dán vào những nơi có vấn đề. Chú là những câu thần chú, mệnh lệnh, đọc ra bằng miệng và có thể điều khiển những lực lượng vô hình thần linh, ma quỷ để thực hiện mục đích mà người đọc chú mong muốn. Ngải là những cây cỏ thường là phần củ dễ có linh hồn, được người nuôi ngải nuôi dưỡng để chúng phát triển những năng lực vô hình nhằm mang lại lợi ích nào đó cho người nuôi ngải. Cả ba thứ bùa, chú, ngải đều rất nguy hiểm và mang tính tiêu cực vì nguyên lý hoạt động chung của chúng đều là vay mượn, hay gom góp tất cả những điều may mắn từ tương lai của người dùng để đem về hiện tại mà sử dụng ngay tức khắc để gỡ xui cho hiện tại. Điều này lý giải cho những trường hợp tại sao có người đang xui xẻo bỗng dưng được may mắn một cách kỳ lạ, thậm chí lên đời liên tục trong thời gian dài. Nhưng đến một ngày nào đó, khi quỹ may mắn của tương lai đó đã tiêu xài hết rồi, người dùng bùa, chú, ngải đó sẽ bị vật, tức là xui xẻo đeo bám tận mạng vì đơn giản là họ không còn sự may mắn nào còn lại để chống đỡ cái xấu trên con đường nghiệp của họ nữa. Người sử dụng các thủ thuật huyền bí này cho các khách hàng của họ được gọi là thầy bùa dùng bùa chú, thầy ngải dùng ngải hay thầy pháp dùng cả bùa, ngải, chú. Âm binh được coi là những linh hồn của người quá cố, có thể được một số thầy bói, thầy tướng, thầy pháp thờ phụng và vận dụng để mách bảo cho họ biết những thông tin gián điệp về người đến nhờ xem bói, nhằm tăng uy tín về khả năng thần thông quảng đại của họ. Có các ông thầy bói kiêm thêm nghề lên đồng, thực chất là kêu gọi âm binh chứ không phải linh hồn thân quyến của gia chủ, để cung cấp thông tin quan trọng nào đó cho khách hàng của họ. Thực tế, đây là lỗ hổng tâm linh mà rất nhiều người giả mạo để lừa đảo người khác. Âm binh khi tu hành đến một mức nào đó cao hơn bình thường, chuyên sâu vào một lĩnh vực nào đó thì người Việt chúng ta gọi là tổ, ông hay bà.
nơi thờ phụng của tổ thì gọi là tổ đình, còn ông thì là miếu ông, và bà thì là miếu bà. Và khi cơ sở hoành tráng lớn hơn kết hợp thờ thêm các vị khác thì gọi là chùa ông, chùa bà. Nhiều người không sử dụng âm binh mà là thờ tổ để mong sự giúp đỡ của các vị ấy trong lĩnh vực chuyên môn mà họ hành nghề. Những người thờ tổ thường có căn bản đạo đức hơn những người sử dụng âm binh. Cao hơn tổ ông bà thì có thần, rồi mới đến thánh hay Phật, là những cấp bậc cao nhất. Cũng âm binh nhưng nếu không tu hành mà trở nên phá phách người còn sống thì gọi là quỷ. Những người tinh thông những quyền thuật tâm linh liên quan mọi cấp bậc, từ thấp nhất là âm binh cho đến cao nhất là Phật thì gọi là pháp sư hay đạo sĩ. Những pháp sư hay đạo sĩ thực thụ có khả năng trị được cả thầy pháp hại người, vô hiệu hóa tà đạo của chúng sử dụng trên người khác. Đây là những người sống âm thầm và hiếm khi xuất hiện trong xã hội. Còn người giả mạo để xưng hùng xưng bá thì đầy rẫy. Chiêm tinh tử vi. Phân biệt chiêm tinh gia và thầy bói. Chiêm tinh tử vi là những môn nghiên cứu về các chu kỳ thiên văn để từ đó suy ra những xu hướng trong vận mệnh và cuộc sống con người. Các chu kỳ thiên văn biết được là do sự quan sát thực tiễn trên bầu trời và đối chiếu với hình thể, tính cách, sức khỏe, cho đến những sự kiện xảy ra trong cuộc sống của người đó. Con người sinh ra từ cát bụi và sẽ trở về với cát bụi, cũng như linh hồn của con người đến từ vũ trụ và cũng sẽ trở về với vũ trụ. Vì sinh ra từ vũ trụ, linh hồn chính là một dạng năng lượng, và như bao nhiêu loại năng lượng khác mà chúng ta đã biết, linh hồn cũng chịu ảnh hưởng mật thiết bởi các chu kỳ thiên văn, gồm có sự chuyển động tuần hoàn của các hành tinh trong thái dương hệ và các vì sao xa xôi qua các chòm sao luân chuyển trên bầu trời. Chiêm tinh và tử vi theo dõi và ghi nhận liên tục những chu kỳ tuần hoàn này để tiên đoán số mệnh của con người, gồm có quá khứ, hiện tại, tương lai, cả trước khi sinh ra và sau khi chết. Do không dựa trên sự ngẫu nhiên mà chỉ là quan sát các chu kỳ tuần hoàn, vì thế, chiêm tinh và tử vi không phải là bói toán như mọi người lầm tưởng. Có sự khác biệt nhỏ giữa chiêm tinh và tử vi. Chiêm tinh dựa trên mô hình lấy các hành tinh làm trọng và sự di chuyển của chúng trên nền các vì sao, gồm 12 chòm sao hoàng đạo và các hành tinh fixed stars. Tử vi đầu số chú trọng vào hai yếu tố là góc xoay của bầu trời, nhất là chòm tử vi viên, gồm các vì sao gần khu vực sao Bắc Cực và các tinh tú khác so với mặt đất đường chân trời, cộng thêm một số chu kỳ giao hội giữa các hành tinh, mặt trăng, mặt trời và bầu trời nói chung. 3. Sự khác nhau giữa chiêm tinh tử vi và bói toán. Sự khác biệt lớn và căn bản mà nhiều người không biết giữa thuật chiêm tinh tử vi và các môn bói toán nhân chắc học đó là bói toán chỉ xem đúng ở tương lai gần, tối đa khoảng 3 tháng trở lại. Trong khi đó, chiêm tinh tử vi có thể cho thấy bức tranh tổng thể của toàn bộ cuộc đời, từ quá khứ tới tương lai của một con người. Bói toán nhân chắc học tiên đoán điều có thể bị thay đổi sau 2 đến 3 tháng, nhưng tiên đoán do chiêm tinh tử vi sẽ luôn đúng đến hết cuộc đời. Nói cách khác, hiện tượng chiêm bốc, các chỉ tay, tướng số của một người sẽ luôn thay đổi sau một thời gian, tùy theo vận mệnh họ đang đi tới đâu. Mà vận mệnh thì chỉ có thể thấy được bằng chiêm tinh tử vi. 4. Cách phát hiện người xem chiêm tinh tử vi là giả mạo. Họ không bao giờ hỏi tại sao bạn muốn nhờ họ xem lá số cho mình. Thông thường, chiêm tinh gia tử vi gia càng hỏi thăm bạn để biết trước những băn khoăn và tình cảnh của bạn, thì việc xem lá số sẽ càng có kết quả tốt hơn. Chiêm tinh gia thật chỉ mong muốn giúp bạn, chứ không phải họ muốn gây ấn tượng hay kinh ngạc cho bạn bằng những lời phán mang tính chất hù dọa. Không hỏi kỹ ngày giờ sinh chính xác, nhất là giờ sinh. Nhiều thầy nhanh nhẩu đồng ý xem lá số mà khách hàng chỉ nhớ mang máng ngày giờ sinh. Còn hầu hết những chiêm tinh gia thực sự sẽ từ chối xem lá số kiểu không rõ ràng hay chính xác như vậy. Họ thà từ chối mất một thương vụ hơn là cố gắng nói sâu vào những thông tin hay chi tiết mà thực sự không phải là của bạn. Một số chiêm tinh gia có khả năng và dịch vụ tìm giờ sinh bằng cách đối chiếu những sự kiện lớn trong cuộc sống của bạn. Tuy nhiên, có rất hiếm những chiêm tinh gia hành nghề có khả năng tìm giờ lại muốn làm việc này. Đơn giản là vì nó rất tốn thời gian, vì thế sẽ phát sinh chi phí rất cao cho khách hàng. Xem bản đồ sao chiêm tinh lá số tử vi qua loa đại khái. Đây là một biểu hiện rõ ràng nhất của đồ giả. Họ muốn xem chỉ tay hay những thứ khác không liên quan đến chiêm tinh. Ví dụ như thôi miên, muốn bạn đầu tư tiền bạc vào dự án nào đó của họ, bảo bạn mua đủ thứ lễ vật để cúng giải hạn, cố gắng thuyết phục quá mức, thậm chí ép bạn phải tham gia vào một lớp học hay chương trình đặc biệt nào đó của họ. Họ hứa sẽ giải quyết mọi vấn đề cho bạn. Trên thực tế là không ai có thể giải quyết mọi vấn đề cho bạn, mà chỉ chính bạn mới có thể làm được điều này. Họ đề nghị bạn cầu vong, lên đồng để hỏi thăm người đã khuất. Họ chỉ tìm cách bán những thứ đồ phong thủy. Các vật phẩm phong thủy như mã nào, đá quý, tượng ngọc, nến thơm, dầu thơm, đồ trấn yếm, ngải tình yêu, bùa may mắn hay những thứ đắt tiền khác.
mà họ cho rằng nó có tác dụng cải thiện cuộc sống, giải quyết vấn đề của bạn hay trung hòa các nguồn năng lượng, linh hồn hay nghiệp chướng gì đó của bạn. Mục đích cuối cùng của họ chỉ là tiền. Có nhiều cách để phân biệt giữa đồ thật và đồ giả, nhưng tự chung lại chỉ có bạn mới là người đánh giá chính xác nhất.